Ô thì tối nó cũng cứ ở ngoài rời này đấy à? Nó ở ngoài rời, nó thích bản thân tổ nó ngoài rời mà. Lúc mưa gió là thế nào? Năm 2005. Thưa các bạn, trẻ nhà vẫn cứ đậu ở đây, nó phải chú. Nó cũng phải chú. Chị ơi, chị chụp của em cái tiền của em. Ông mà bọn nó tài nhà đông như này mà sao nó vẫn về đúng cái tổ của nó. Nhà mình ơi, quay lại nhờ cô. Con đây, quay lại nhìn đâu.